Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30 về công tác văn thư. Trong đó, ở phụ lục 2 có quy định rõ các trường hợp viết hoa trong văn bản hành chính. Theo đó, có 5 trường hợp viết hoa trong văn bản hành chính: viết hoa vì phép đặt câu, viết hoa danh từ nhưng chỉ tên người, viết hoa tên địa lý, viết hoa tên cơ quan tổ chức, viết hoa các trường hợp khác. Viết hoa vì phép đặt câu có nghĩa là viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh, như sau dấu chấm câu, sau dấu chấm hỏi, sau dấu chấm than và khi xuống dòng. Viết hoa danh từ riêng chỉ tên người, bao gồm tên người Việt Nam và tên người nước ngoài được phiên âm chuyển sang tiếng Việt. Cụ thể, đối với tên người Việt Nam, tên thông thường viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của danh từ riêng chỉ tên người, ví dụ Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú. Đối với tên hiệu, tên gọi nhân vật lịch sử, viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết, ví dụ Vua Hùng, Bà Triệu, Ông Gióng, Bác Hồ, Cụ Hồ. Tên người nước ngoài được phiên âm chuyển sang tiếng Việt thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, phiên âm sang âm Hán Việt, viết theo quy tắc viết tên người Việt Nam, ví dụ Kim Nhật Thành, Mao Trạch Đông, Thành Cát Tư Hãn. Trường hợp thứ hai, phiên âm không sang âm Hán Việt, tức phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ, thì viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất trong mỗi thành phần, ví dụ như Vladimir Ilyich Lenin, Friedrich Engels. Viết hoa tên địa lý gồm tên địa lý Việt Nam và tên địa lý nước ngoài được phiên âm chuyển sang tiếng Việt. Trong đó, tên địa lý Việt Nam gồm các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung là tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, xã, phường, thị trấn, cộng với tên riêng của đơn vị hành chính đó, thì viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành tên riêng và không dùng gạch nối, ví dụ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Nam Định. Trường hợp thứ hai, tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung kết hợp với chữ số, tên người, tên sự kiện lịch sử, thì viết hoa cả danh từ chung chỉ đơn vị hành chính đó, ví dụ quận 1, phường Điện Biên Phủ. Trường hợp thứ ba, viết hoa đặc biệt thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp thứ tư, tên địa lý được cấu tạo giữa danh từ chung chỉ địa hình sông, núi, hồ, biển, cửa, bến, cầu, vũng, lạch, vàm, v.v. cộng với danh từ riêng có một âm tiết trở thành tên riêng của địa danh đó, thì viết hoa tất cả các chữ cái tạo nên địa danh Vũng Tàu, Lạch Trường, Vàm Cỏ, Cầu Giấy. Trường hợp danh từ chung chỉ địa hình đi liền với danh từ riêng, không viết hoa danh từ chung mà chỉ viết danh từ riêng, ví dụ Biển Cửa Lò, Chợ Bến Thành, Sông Vàm Cỏ, Vịnh Hạ Long. Trường hợp thứ năm, tên địa lý chỉ một vùng miền, khu vực nhất định được cấu tạo bằng từ chỉ phương hướng kết hợp với từ chỉ phương hướng khác, thì viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết tạo thành tên gọi. Đối với tên địa lý chỉ vùng miền riêng được cấu tạo bằng từ chỉ phương hướng kết hợp với danh từ chỉ địa hình, thì viết hoa các chữ cái đầu một âm tiết, ví dụ Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ. Đối với tên địa lý nước ngoài được phiên âm sang tiếng Việt sẽ có hai trường hợp: tên địa lý được phiên âm sang âm Hán Việt, viết theo quy tắc viết hoa tên địa lý Việt Nam, ví dụ Bắc Kinh, Bình Nhưỡng, Pháp, Anh. Trường hợp thứ hai, tên địa lý phiên âm không sang âm Hán Việt, tức phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ, thì viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người nước ngoài quy định tại điểm B khoản 2 mục 2 phụ lục này, ví dụ Moscow, Melbourne. Viết hoa tên cơ quan tổ chức cũng như các trường hợp kể trên có hai hình thức: tên cơ quan tổ chức của Việt Nam và tên cơ quan tổ chức của nước ngoài. Đối với tên cơ quan tổ chức của Việt Nam thì có hai trường hợp: viết hoa chữ cái đầu của các từ, cụm từ chỉ loại hình cơ quan tổ chức, chức năng, lĩnh vực hoạt động của cơ quan tổ chức, ví dụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La, Sở Tài chính. Trường hợp viết hoa đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng. Đối với tên cơ quan tổ chức nước ngoài có hai trường hợp:
tên cơ quan tổ chức nước ngoài đã dịch nghĩa viết hoa theo quy tắc viết tên cơ quan tổ chức của Việt Nam. Ví dụ, Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới. Tên cơ quan tổ chức nước ngoài được sử dụng trong văn bản ở dạng viết tắt, viết bằng chữ in hoa như nguyên ngữ hoặc chuyển tự Latin nếu nguyên ngữ không thuộc hệ Latin, ví dụ WTO, ULDP, UNESCO, ASEAN. Viết hoa các trường hợp khác sẽ có 10 trường hợp. 1. Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt, ví dụ nhân dân, nhà nước. 2. Tên các huân chương, huy chương, các danh hiệu vinh dự, viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết của các thành phần tạo thành tên riêng và các từ chỉ thứ hạng, ví dụ huân chương sao vàng, nghệ sĩ nhân dân, anh hùng lao động. 3. Tên chức vụ, học vị, danh hiệu, viết hoa tên chức vụ, học vị nếu đi liền với tên người cụ thể, ví dụ chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ, giáo sư Tôn Thất Tùng. 4. Danh từ chung đã riêng hóa, viết hoa chữ cái đầu của từ, viết hoa chữ cái đầu của từ cụm từ chỉ tên gọi đó trong trường hợp dùng trong một nhân xưng đứng độc lập và thể hiện sự trân trọng, ví dụ bác, người, ý chỉ chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng, ý chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam. 5. Tên các ngày lễ, ngày kỷ niệm, viết hoa chữ cái đầu của âm tiết tạo thành tên gọi của ngày lễ, ngày kỷ niệm, ví dụ ngày Quốc khánh 2 tháng 9, ngày tổng tuyển cử đầu tiên, ngày lễ lao động 1 tháng 5, ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. 6. Tên các loại văn bản, viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể, ví dụ Bộ luật Hình sự, Luật Tổ chức Quốc hội. 7. Trường hợp viện dẫn phần chương mục, tiểu mục, điều khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa chữ cái đầu của phần chương mục, tiểu mục, điều, ví dụ căn cứ điểm A khoản 2 điều 103 mục 5 chương 12 phần 1 của Bộ luật Hình sự theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 24 tiểu mục 1 mục 1 chương 3 của nghị quyết số 351. 8. Tên các năm âm lịch, ngày Tết, ngày và tháng trong năm sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, tên các năm âm lịch, viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết tạo thành tên gọi, ví dụ Kỷ Tỵ, Tân Hợi, Mậu Tuất, Mậu Thân. Trường hợp thứ hai, tên các ngày Tết, viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi, ví dụ Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, viết hoa chữ Tết trong trường hợp thay cho Tết Nguyên Đán. Trường hợp thứ ba, tên các ngày trong tuần và tháng trong năm, viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng chữ số, ví dụ thứ hai, thứ tư, tháng năm, tháng tám. 9. Tên các sự kiện lịch sử và các triều đại, viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành sự kiện và tên sự kiện. Trong trường hợp có các con số chỉ mốc thời gian thì ghi bằng chữ và viết hoa chữ đó, ví dụ triều Lý, triều Trần, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cách mạng tháng 8. Trường hợp cuối cùng, tên các tác phẩm, sách báo, tạp chí, viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên tác phẩm, sách báo, ví dụ từ điển Bách Khoa Toàn Thư, tạp chí Cộng sản. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Thank you.